thì bài tiếp theo chúng tôi sẽ cũng ở đây thì chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn về cái sử dụng các chế phẩm nếp tương. Bài này thì do tiến sĩ Trần Kiều My thì biên soạn. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị trên dựa trên cái bài này. Thì như các anh chị cũng đã biết rồi thì trong các thành phần trong đơn vị máu thì nó sẽ có huyết tương, yếu tố đông máu, rồi albumin vân vân. Đây là các phần huyết tương, còn các cái thành phần ở giữa đây là cái lớp mỡ phi cốt này, chúng ta đã có tiểu cầu, bạch cầu, phần bên dưới là có hồng cầu. Đấy. Thì trong cái quá trình thì trong quá trình bảo quản thì các cái tiểu cầu thì bắt đầu nó sẽ giảm đi và bạch cầu nó giảm đi mà nó sản sinh ra tạo thành các cái sáp bạch cầu và sáp tiểu cầu, rồi hồng cầu trong quá trình bảo quản nó cũng sẽ biến dạng và vỡ, huyết sắc tố thì cũng giảm dần thì mỗi tên là bị nhiều. Và trong cái quá trình bảo quản thì huyết tương nó cũng sẽ thay đổi pH này, nó sẽ giảm này, gốc tự do sẽ tăng lên do các cái sắt của tế bào hữu hình nó được phá hủy ra, rồi các hoạt chất như chống viêm giống như histamine, hoạt chất viêm như histamine, bradykinin hoặc serotonin nó sẽ tăng lên. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ khuyến cáo là sử dụng là càng sớm càng tốt các cái chế phẩm mà đợi máu của mình. Vậy thì mỗi cái thành phần của các cái chế phẩm máu này thì nó cần cái điều kiện bảo quản khác nhau. Và vì vậy chúng ta cần phải tách các cái thành phần máu ra và thường theo chúng ta sẽ truyền máu từng phần theo nhu cầu của người bệnh. Và cái máu toàn phần này nó có những thành phần cần thiết và những thành phần không từng cần thiết đối với từng người bệnh một. Vì vậy mà chúng ta sẽ chỉ truyền máu từng phần theo nhu cầu của người bệnh. Đấy. Và cần phải chỉ định hợp lý, theo dõi chặt chẽ và cái chuyển máu có những tai biến không mong muốn, anh chị hết sức lưu ý. Đây, như vậy các anh chị sẽ thấy là từ một cái đơn vị máu này, đơn vị máu toàn phần nó sẽ có cái túi máu. Thì khi túi máu mà lấy từ người máu, trong máu nó sẽ có những cái túi nhỏ này. Thế thì trong cái quá trình mà từ khi lấy ra, người ta sẽ chiết tách ly tâm để gạn từ cái thành phần một sang những cái đơn vị như này. Đầu tiên nhất là máu toàn phần, đấy, nó tách ra không hồng cầu, đấy, nó tách ra tiểu cầu, bạch cầu, huyết tương, và rồi sau đấy thì sẽ tiết tách ra thành các thành phần huyết tương khác nhau. Đấy, hồng cầu thì có những các cái sản phẩm như vừa nãy tôi cũng đã trình bày với các anh chị. Các chế phẩm huyết tương thì nó sẽ gồm có những cái gì? Như vậy đây, từ máu toàn phần thì sau khi mà ly tâm ra thì người ta sẽ tách ra các chế phẩm hồng cầu và sau đấy tách ra các chế phẩm tiểu cầu và chế phẩm huyết tương. Huyết tương mà chúng ta đang sử dụng tại viện thì hiện nay tại Việt Nam đang có huyết tương tươi đông lạnh. Huyết tươi đông lạnh là các cái chế phẩm này sau khi mà chết tách từ máu toàn phần ra thì người ta ly tâm tách các cái máu hồng cầu và tiểu cầu, bạch cầu, thì sau đấy thì có được huyết tương tươi, người ta sẽ cho âm sâu ngay ở trong vòng 24 giờ ở âm 35 độ. Đấy. Thì sau đấy thì là cái huyết tương tươi đông lạnh này sẽ được phá đông ra. Phá đông ra thì cái phần mà nó lắng xuống là tủa lạnh, phần phía bên trên là huyết tương đông lạnh. Người ta dẫn cái huyết tương tươi đông lạnh ra, phần bên trên ra thì thành huyết tương tươi đông lạnh và cái phần tủa lạnh sẽ lưu để mà điều trị cho bệnh nhân thiếu yếu tố 8. Cái này là mình bị sai một chút là yếu tố 8 để mình không mẹ ạ. Đây là một cái đơn vị là huyết tương tươi. Huyết tương tươi đông lạnh thì nó sẽ có cái thể tích là 200 ml và được điều chế từ máu toàn phần dưới và máu toàn phần tươi là cái máu toàn phần là được chiết tách từ lúc mà lấy từ máu người ra và đến cái lúc mà sản xuất và mình cất âm sâu là dưới 18 độ, dưới 18 giờ, hoặc là có thể là từ một người cho máu người ta dùng máy để mà chiết tách ra. Và huyết tương đông lạnh là huyết tương tươi được làm đông lạnh nhanh đến âm 25 độ C. Thì mỗi đơn vị huyết tương tươi đông lạnh có thể tích khoảng 200 đến 300 ml chứa các protein huyết tương, các yếu tố đông máu. Và huyết tương đông lạnh thì được duy trì nồng độ các yếu tố đông máu không bền vững như yếu tố 8 và yếu tố 5. Đấy. Yếu tố huyết tương tươi đông lạnh như vậy, nếu mà chúng ta sản xuất đúng theo nguyên tắc thì chúng ta có đầy đủ các yếu tố đông máu. Và huyết tương đông lạnh có thể sử dụng làm nguyên liệu để điều chế tủa lạnh giàu yếu tố 8. Đây là hình ảnh của cái đơn vị huyết tương đấy ạ. Thể tích là 200 ml này, có ngay cả nhóm máu này, nhiệt độ bảo quản này. Đấy. Sử dụng ngay sau khi tan đông, đấy, ngày điều chế và không là ngày 16 tháng 1 2013. Đấy. Trong này thì cũng chỉ
rón rén bảo quản trong vòng một năm dạ, trong vòng cả một năm. Thì tiêu chuẩn về hàm lượng yếu tố 8 phải trên 0,7 đơn vị trên ml, protein thành phần lớn hơn 50 gram trên lít, số lượng hồng cầu nhỏ hơn 0,6 nhân 10 mũ 9 trên lít, số lượng bạch cầu nhỏ hơn 0,1 nhân 10 mũ 9 và số lượng tiểu cầu nhỏ hơn 50 nhân 10 mũ 9 trên lít. Như vậy phải làm thế nào, phải càng như phải giàu yếu tố 8 và phải giàu protein và giảm tối đa các cái thành phần hữu hình. Nhưng từ đông lạnh sẽ được bảo quản 25 độ C hoặc lạnh hơn trong vòng một năm. Và trước khi dùng phải phá đông tại ngân hàng máu trong nước có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 đến 37 độ C. Và sau khi phá đông cần bảo quản trong tủ lạnh và nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C. Cái huyết tương tươi đông lạnh thì nó sẽ huyết tương tươi đông lạnh sau khi mà phá đông. Đấy. Thì người ta sẽ tách ra được huyết tương thường và huyết và tủ lạnh. Thế còn là một cái chế phẩm mà nó huyết tương nhưng mà sau khi mà điều chế từng người trong máu toàn phần nhưng bảo quản trên 18 giờ thì người ta sẽ không gọi là huyết tương tươi nữa, và lúc đấy nó chỉ gọi là huyết tương thường thôi. Đấy. Thì cái thể tích thì nó cũng tương đương như với lại cái huyết tương tươi đông lạnh, thì nó còn đầy đủ các thành phần protein huyết tương, ví dụ như protein toàn phần phải lớn hơn bằng 50 gram trên lít và một số yếu tố đông máu mà kém bền vững, ví dụ như yếu tố 5, yếu tố 8, fibrinogen hoặc vô gram thì còn rất là ít. Vì vậy những trường hợp bệnh nhân mà mình thiếu các yếu tố này thì chúng ta không nên sử dụng huyết tương mà chúng ta phải dùng huyết tương tươi. Thế thì nhắc lại một cái nguyên tắc truyền máu. Đầu tiên nhất là chúng ta sẽ phải xác định được cái mục đích truyền để làm gì, để mà chỉ định cho đúng và hợp lý. Và chúng ta phải dựa trên các cái hệ thống văn bản hướng dẫn cũng như là lâm sàng của bệnh nhân. Chúng ta phải theo dõi nghiêm ngặt quá trình trong và sau truyền, cũng như là phải thông báo và giải thích với bệnh nhân và người nhà. Thế thì phải chúng ta phải kết hợp tất cả các yếu tố này để mà quyết định việc sử dụng máu và chế phẩm máu cho bệnh nhân. Và tất nhiên là chúng ta sau khi chúng ta quyết định rồi chúng ta phải có thông báo giải thích với người bệnh, mà nếu như mà họ không đồng ý thì chúng ta cũng đành phải như vậy. Thì cái việc mà chỉ định điều trị thì chúng ta sẽ phải sử dụng là nếu như trong trường hợp thiếu yếu tố đông máu gây chảy máu như trong bệnh gan, đông máu giải rác trong động mạch hoặc là bổ sung yếu tố đông máu trong sau phẫu thuật mà không có yếu tố, không có thiếu một yếu tố nghiêm trọng yếu tố 5, yếu tố 8 của bệnh nhân hemophilia thì chúng ta có thể sử dụng huyết tương. Đấy. Nếu trong trường hợp thiếu máu khối lượng lớn thì chúng ta thể bổ sung cộng với lại huyết tương khối hồng cầu. Và trong trường hợp mình bị giảm áp lực cao, đấy, trong trường hợp bị bỏng thì chúng ta có thể sử dụng cái huyết tương thường này. Để trong trường hợp phải trao đổi huyết tương, truyền hoặc thay thế huyết tương trong ban suối giảm tiểu cầu tắc mạch, hoặc người bệnh thiếu một trong các yếu tố như protein huyết tương, albumin, ức chế C1 vân vân, trong khi không có các chế phẩm đặc biệt thay thế thì chúng ta có thể sử dụng huyết tương. Còn đối với lại bên cạnh đấy thì chúng ta còn có thể thêm các chỉ định như sau. Thứ nhất là các tình trạng thiếu các bệnh lý thiếu yếu tố đông máu không bền vững, không phải là yếu tố 5 và yếu tố 8. Ví dụ như yếu tố 2, 7, 9, 10 là chúng ta có thể sử dụng huyết tương. Đấy. Đây là những trường hợp bẩm sinh và thứ phát mà không có chế phẩm cô đặc thích hợp. Nếu như mà đấy là những trong trường hợp nếu thiếu yếu tố 9 thì chúng ta sử dụng yếu tố 9 cô đặc. Nhưng nếu không có yếu tố 9 cô đặc thì chúng ta có thể sử dụng huyết tương. À, chúng ta có thể sử dụng trong những trường hợp mà thiếu yếu tố đông máu, yếu nhiều yếu tố đông máu như giảm yếu tố đông máu là bệnh gan, chuyển máu khối lượng lớn này. Rồi trong trường hợp đông máu giải rác trong động mạch chúng ta cũng có thể sử dụng. Thế còn cái huyết tương tươi đông lạnh thì không được khuyến cáo để bù một thể tích tuần hoàn. Huyết tương thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Huyết tương và huyết tương đông lạnh chúng ta cũng sử dụng với cái liều từ 10 đến 15 ml trên 1 kg. Và bắt đầu thì chậm thôi trong vòng 15 phút đầu. Nếu có thể theo dõi sát bệnh nhân và tiếp tục có thể nhanh hơn khi đã thích nghi mà thường là từ trên 130 đến 120 giọt trên 1 phút. Lưu ý về bảo quản và sử dụng thì là cái nếu mà chúng ta bảo quản từ 18 đến âm 18 đến âm 25 độ C thì trong khoảng 12 tầng khoảng 12 tháng. Thế nếu như mà từ dưới âm 25 độ đi thì chúng ta có thể bảo quản được trong khoảng 2 năm, 24 tháng. Thế thì khi mà huyết tương và huyết tương tươi đông lạnh đã là tan đông thì phải bảo quản 2 đến 6 độ và phải sử dụng trong vòng 6 giờ và truyền trong vòng 30 phút.
chứ chúng ta nên truyền lâu quá thì nó sẽ làm cho cái thời gian mãn hủy của các yếu tố máu nó bị, các yếu tố máu nó bị phá vỡ và cái hiệu quả điều trị của chúng ta sẽ bị giảm. Ở trong trường hợp mà không thể sử dụng ngay thì chúng ta phải truyền trong vòng 24 giờ, quá nó ra thì chúng ta sẽ phải bỏ, vì không có là các yếu tố nó sẽ bị phá hủy. Nếu mà khoảng quá 24 giờ thì phải, và không được đông lạnh lại, với từng tươi đông lạnh đã làm tan đông, giống như tất cả thịt cá các thứ cũng thế. Nếu như các cái chế phẩm này đã làm tan đông ra thì phải sử dụng trong vòng 24 giờ, nếu mà không sử dụng được thì phải bỏ, chứ không được làm tan đông lại. Ở đây chúng ta về văn bản truyền máu, văn bản thì chúng ta có cái thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu, thì mùa năm 2013 Bộ Y tế đã ban hành cái quyết định số 26/2013 TD-BIT ngày 16 tháng 9 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2013. Trong này nó quy định, đây là một cái văn bản pháp luật được Bộ Y tế ban hành để hướng dẫn vào truyền máu, và so với lại cái quy chế truyền máu thì nó có những cái thay đổi cơ bản. Thứ nhất là nó ban hành dưới dạng thông tư của Bộ Y tế, và nó được cập nhật đầy đủ và cụ thể hơn quy chế truyền máu, cũng như là nó có quy định một số những cái yếu tố mới về quản lý chất lượng và cảnh báo về tai biến truyền máu, cũng như hoạt động truyền máu, hội đồng truyền máu của bệnh viện. Thì một số điểm lưu ý chúng ta cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là cái về vấn đề là quản lý sử dụng máu và chế phẩm máu ở cơ sở điều trị, quy định trong chương 5 và điều 43. Thế thì trong cái việc định nhóm máu hay ABO cho người bệnh thì chúng ta phải thực hiện bằng hai phương pháp, huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu, và kỹ thuật phải có độ nhạy, phải sử dụng các kỹ thuật có độ nhạy trên ống nghiệm, ít nhất là trên ống nghiệm trở lên, hoặc là phải dùng gen cáp các thứ, chứ không không dùng trên phiến đá là nó không không đủ để mà chúng ta quan sát trong những trường hợp bệnh nhân mà có bất thường, trong những trường hợp trong với đứa trẻ sơ sinh và thai nhi thì phải thực hiện phương pháp huyết thanh mẫu và không thực hiện phương pháp hồng cầu mẫu. Về thứ hai là định nhóm máu RH cho người bệnh, từ khi phải sẽ chỉ định khi bệnh nhân có chuyển chuyển máu toàn phần, hồng cầu, cuối tiểu cầu và cuối bạch cầu, và thực hiện trên ống nghiệm hoặc là những cái phương pháp có độ nhạy cao hơn. Vì các anh chị mà lưu ý rằng là ở trẻ sơ sinh và thai nhi thì nhiều khi cái hệ thống miễn dịch của trẻ nó vẫn còn chưa phát triển, chưa chưa đầy đủ. Vì vậy nếu như mà các anh chị mà sử dụng cái phương pháp hồng cầu mẫu thì lúc đấy là các cái kháng thể kháng A, kháng B nó chưa có đủ mạnh, là có khi trong trường hợp đấy chúng ta sẽ làm xét nghiệm nó sẽ bị nhầm. Vì vậy mà chúng ta sẽ lưu ý là dùng phương pháp huyết thanh mẫu, và phải dùng cái phương pháp các cái định nhóm bằng cái kỹ thuật ống nghiệm, ít nhất phải ống nghiệm hoặc là độ nhạy cao hơn. Nên nếu như với trên phiến đá là không không được. Thì cái việc thực hiện hòa hợp xét nghiệm miễn dịch thì khi mà truyền máu toàn phần, khối hồng cầu và khối bạch cầu thì sẽ phải xét nghiệm trong môi trường nước muối sinh lý ở 20 đến 24 độ C, cũng như là xét nghiệm ở 37 độ C và có sử dụng kháng thể kháng globulin. Như vậy là chúng ta sẽ phải làm ở cái ít nhất là hai cái điều kiện, một là nước muối sinh lý ở nhiệt độ phòng cũng như là ở 37 độ C và có huyết thanh cuông. Thế còn nếu truyền khối tiểu cầu hoặc huyết tương thì phải xét nghiệm giữa huyết tương của đơn vị chế phẩm máu với hồng cầu của người nhận ở môi trường nước muối sinh lý ở 20 đến 24 độ C. Và cần phải sàng lọc kháng thể bất thường cho những người bệnh có tiền sử truyền máu từ trước, những phụ nữ có tiền sử chửa đẻ, sảy thai nhiều lần, những người bệnh mà cần truyền máu nhiều lần, nhiều ngày phải làm lại xét nghiệm này định kỳ và không quá 7 ngày một lần. Vì những trường hợp có thể là trong trường hợp đầu tiên nhất anh chị sẽ thấy rằng là bệnh nhân chuyển máu thì rất là bình thường, nhưng mà những trường hợp bệnh nhân mà là bệnh nhân đấy nhận máu những lần sau ấy thì là có thể là xuất hiện kháng thể bất thường, là nó làm cho cái quá trình thứ nhất bệnh nhân phản ứng, thứ hai là cái hiệu quả truyền máu nó sẽ bị giảm đấy. Có những trường hợp bệnh nhân phản ứng rất là ghê gớm mà có thể gây ra tan máu, vì vậy chúng ta cần phải sàng lọc kháng thể bất thường. Và đối với những trường hợp mà có kháng thể bất thường chúng ta sẽ làm cái biện pháp gọi là cao hơn, ví dụ như là phải chọn máu hoặc là truyền phù hợp phenotip để đảm bảo cho an toàn cho người bệnh. Ở đây thì là nó có những cái hướng dẫn về cái việc lựa chọn đơn vị máu chế phẩm máu hòa hợp nhóm ABO với người nhận máu. Thế đây là những nếu mà truyền máu toàn phần và khối hồng cầu thì nếu mà nhận là nhóm O, thế thì chúng ta sẽ sử dụng khối hồng cầu hoặc máu toàn phần nhóm O. Thế nhưng mà nếu như mà nhóm A thì có thể là sử dụng nhóm A, vùng vật nhóm A hoặc máu thành phần nhóm A, vân vân. Đây là những các cái này là nó cụ thể hóa căn cứ vào cái quá trình là gọi là các cái kháng nguyên kháng thể của nhóm máu ABO.
trong một số những trường hợp mà gọi là cấp cứu mà chúng ta không thể đủ thời gian để làm đầy đủ các loại xét nghiệm, thì một cái trường hợp bệnh nhân cấp cứu rất là nặng và rất là nhanh chóng cần phải truyền máu, thế thì chúng ta và chúng ta chưa kịp định nhóm máu là cái gì chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đối với bệnh nhân chúng ta có thể sử dụng nhóm máu với hồng cầu nhóm O cho bệnh nhân có chỉ định với hồng cầu, hoặc là những trường hợp bệnh nhân chúng ta sẽ dùng với hồng cầu nhóm O và có NH âm cho bệnh nhân, RHD âm hoặc không xuất hiện được nhóm RHD. Trong trường hợp tối cấp cứu là chúng ta có thể có quyền lựa chọn như vậy để mà truyền trước cái đã, một cái đơn vị truyền trước cái đã, sau đấy thì là những cái đơn vị sau, thì là trong thời gian truyền thì phòng phát máu người ta sẽ có một thời gian để định nhóm máu để người ta lựa chọn các cái cho nó phù hợp. Nhưng trong trường hợp tối cấp cứu mà không có cái gì mà thay thế chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng các cái nguyên tắc như thế này đấy. Còn đối với những người mà có chỉ định truyền huyết tương mà chưa định được nhóm máu hoặc thậm chí là nhóm máu khó có định được thì chúng ta lấy huyết tương AB chúng ta chuyển cho bệnh nhân. Thế còn là lựa chọn các chế phẩm tiểu cầu và bạch cầu hạt hòa hợp nhóm mẹ cardio với người bệnh nhận máu. Nếu như bệnh nhận máu nhóm máu O, thế mà nếu bệnh như bệnh người nhận máu là nhóm O, thế thì chúng ta có thể là sử dụng cái đơn vị khối tiểu cầu còn huyết tương nguyên thủy là nhóm O. Nhưng mà nếu mà nên nó có hai loại, một loại là những đơn vị hồng cầu tiểu cầu mà nó vẫn còn huyết tương nguyên thủy, và có những cái loại là người ta đã chỉ còn các cái hồng cầu tiểu cầu người ta đã cho cái dung dịch dinh dưỡng chẳng hạn, dung dịch bảo quản mà không có cái huyết tương nữa, thì nó có hai cái phân biệt khác nhau. Thì nếu như bệnh nhân nhóm máu O thì có thể là thì chỉ dùng nhóm máu O thôi, nhưng bệnh nhân nhóm máu A nếu mà dùng cái đơn vị tiểu cầu bạch cầu còn huyết tương nguyên thủy thì chỉ được nhận nhóm A. Nhưng nếu mà đã loại bỏ huyết tương nguyên thủy thì chúng ta lại có thể sử dụng cả cái nhóm đơn vị tiểu cầu bạch cầu nhóm O vân vân. Như vậy cứ căn cứ vào như vậy là các anh chị nắm được để mà có thể là dùng các cái chế phẩm thay thế trong những trường hợp mà chúng ta cấp cứu hoặc là những trường hợp mà chúng ta không có cái chế phẩm đúng như nhóm máu như nhóm máu mình cần thiết. Đấy là những cái tóm tắt và các cái thông về cách sử dụng các cái chế phẩm máu cũng như là các cái thông tin, các cái thông tư quy định về cái truyền máu của chúng ta. Thế thì các anh chị bài báo cáo của tôi đến đây là hết, rất mong là nhận được các cái câu hỏi của các anh chị để chúng ta có thể là trả lời hiểu hơn về cách sử dụng máu và máu và các chế phẩm. Và tôi hết sức lưu ý là có một cái việc rất là quan trọng trong cái việc sử dụng các cái chế phẩm máu, đặc biệt là các chế phẩm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu rồi huyết tương, đấy là việc định nhóm máu tại giường. Các anh chị hết sức lưu ý là người ta thống kê là những cái việc mà không hòa hợp nhóm máu ấy, thì nó ngay cả ở các nước phát triển người ta nó cũng có thể xảy ra, và đến 90% các nguyên nhân xảy ra đó là do nhầm lẫn về mặt hành chính, chứ không phải rằng là nhầm, chứ không phải là do quá trình làm nó quá phức tạp. Đấy. Có thể nhầm lẫn từ giữa máu của người này với người khác, thì lấy máu để làm xét nghiệm hòa hợp thì lấy máu của bệnh nhân này lại làm xét nghiệm với tên của bệnh nhân khác, thế sau là sau khi làm xét nghiệm thì đúng, làm chéo thì đúng, nhưng lại truyền lại sai cho bệnh nhân. Hai bệnh nhân một giường, bệnh nhân của chúng ta hai người một giường, thế có khi là truyền cho cùng cái người người giường đấy. Vì vậy mà cái gọi là các cái lỗi về mặt hành chính là 90 là nguyên nhân của 90% các cái lỗi trong quá trình truyền máu. Chính vì vậy mà cái việc mà định nhóm máu tại giường nó là một cái bước cuối cùng để cho chúng ta phòng ngừa các cái nhầm lẫn trong cái quá trình mà truyền máu. Thậm chí có lỗi nó có thể xảy ra khi mà người ta dán nhãn, người ta làm chéo đã xong rồi nhưng khi người ta dán nhãn vào vào người bệnh vào cái túi máu chẳng hạn thì người ta dán nhầm đấy, dán nhãn vào A vậy nhắn vào, dán vào ông A lại dán vào ông B, hoặc là trong quá trình đấy người ta trong một cái đợt lô vật tư nào đấy là cái nhãn này nó không được dính, thế là cái bịch máu thì lại chả để ở tủ lạnh, người lấy ra thì nó sẽ lại bị ướt, ướt thì nó sẽ làm cho có khi là cái dán nó có dính không không đúng, thế là một cái thùng máu điều dưỡng đi lĩnh về có ba bốn cái túi máu đấy, thế thì lúc mang về nhà nó bung sừ nó đi một cái, bung sừ đi vài cái hai ba cái, thế là không biết của anh nào với của anh nào thì dán lại với nhau, thế cuối cùng là bị nhầm. Đấy là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra trong cái quá trình thực hành của chúng ta. Và vì vậy mà để mà cái việc đề phòng cái việc việc mà tránh cái việc nhầm lẫn xảy ra là chúng ta sẽ phải định lại nhóm máu tại giường, và định nhóm máu tại giường của bệnh nhân là chúng ta phải lấy máu từ tay của bệnh nhân, chứ không phải có những trường hợp là lại tránh cái việc là bệnh nhân chọc nhiều lần chúng ta lại lấy cái ống máu đang lưu trữ ở trong tủ lạnh,
Cho nên ống máu lưu trữ trong tủ lạnh là do người khác, hoặc có khi người ta đã người khác lấy, hoặc là lấy để đấy nhưng cuối cùng nó đã bị lấy nhầm đi rồi, nhưng tóm lại là lại bị nhầm. Cho nên là cái quan trọng nhất là các anh chị hết sức lưu ý là phải lấy máu từ tay của bệnh nhân đấy, tươi lấy ra định nhóm để đảm bảo cái việc làm cho nó đúng. Ở đây thì có một câu hỏi của bạn Đỗ Thị Quyên. Thưa cô, cho em hỏi khi nói về hemophilia mắc phải thì nó nói đến hemophilia A chứ không nên nhắc đến hemophilia B. Thực ra thì nó có cả hemophilia A mắc phải và hemophilia B mắc phải, thậm chí là có cả thiếu yếu tố 5 mắc phải, tôi đã gặp rồi. Thế tuy nhiên thì những cái trường hợp đấy nó rất là hiếm gặp, và vì vậy người ta thường nói đến hemophilia A thì nhiều hơn. Đấy. Còn biểu hiện thì lâm sàng thì gần giống, và tôi đã gặp những trường hợp thiếu yếu tố 5 rất là nặng. Các anh Thưa chị cô có cho em thể hỏi ra đây là ạ. Vâng. em cô, trong cái trường hợp mà truyền máu khối lượng lớn mà mình bù huyết tương cho bệnh nhân ấy, thì khi mình truyền máu bao nhiêu thì mình sẽ bù huyết tương, và cái tỷ lệ mình bù huyết tương thì như nào vậy ạ? Cái truyền máu khối lượng lớn thì thực tế mà nói thì ở viện huyết học truyền máu trung ương chúng tôi cũng chưa chưa gặp, không gặp, cũng có gặp, đã có những trường hợp mà trong 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 viện của chúng tôi có ngày là như bệnh nhân của chúng tôi có những trường hợp mà dùng đến truyền đến 8 vị khối hồng cầu trong vòng một ngày. Nếu như các anh chị mà truyền mà thấy cái nó hết quá được đến quá đến 50% các cái 50% cái thể tích máu thì chúng ta có thể là phải truyền thêm cái huyết tương, bởi vì là các cái khi mà chúng ta truyền hồng cầu vào ấy thì chúng ta mới chỉ có khối hồng cầu thôi, và chúng ta sẽ truyền huyết tương thì với cái tốc độ khoảng tầm 15 đến 20 ml trên 1 kg là chúng ta có thể được bổ sung vào được. Đấy. Thế thì những cái trường hợp mà mất máu ồ ạt mà sẽ sử dụng như thông thường thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà một bệnh nhân thể trạng trung bình mà truyền vào tầm 4 4 mạch máu, 3 4 mạch máu trở lên là chúng ta có thể là phải phối hợp lên rồi. Mà trong một thời gian ngắn ấy, là chúng ta sẽ phải duy trì thêm. Làm xét nghiệm anh chị sẽ thấy rằng là với cái trường hợp như vậy là cái xét nghiệm đông máu nó cũng sẽ bị rối loạn, chứ không phải là chỉ có mỗi thiếu máu không thôi. Mọi người hết sức lưu ý giúp hộ cho, nghĩa là sẽ có hai loại chế phẩm mà chúng ta lưu ý là thứ nhất là chúng ta có huyết tương tươi đông lạnh và huyết tương thường. Thế thì trong đa số các cái trường hợp mà bệnh nhân mà có ví dụ như thể đa DIC này, những bệnh nhân DIC này, rồi những trường hợp bệnh nhân xơ gan, đặc biệt bệnh nhân xơ gan thì chúng ta sẽ sử dụng huyết tương thường là cũng được, chứ ở đây chúng tôi thấy rằng là thường đa số các anh chị lúc nào cũng chỉ định cái huyết tương tươi đông lạnh. Thế thì đối với cái huyết tương tươi đông lạnh đấy thì là một số trường hợp anh chị hết sức lưu ý là trong hai cái chế phẩm này thì nó có cái là huyết tương thường là nó sẽ không có yếu tố 8, không có yếu tố 5, không có fibrinogen, cái giảm ít fibrinogen và có rất ít yếu tố 13. Thế thì nhưng trong trường hợp xơ gan thì anh chị nên sử dụng huyết tương thường hơn, bởi vì là khi mà chúng ta truyền vào thì chúng ta sẽ người ta nó thiếu, nó sẽ thiếu chủ yếu các yếu tố đông máu phụ thuộc viên K là cái yếu tố 2, 7, 9, 10. Đấy. Cái yếu tố 2, 7, 9, 10 thì cái huyết tương thường nó đã có thể là bổ sung đầy đủ cho các anh chị rồi. Thế còn là thiếu yếu tố đơn độc một trong số các yếu tố đông máu đấy cũng thế. Khi các anh chị mà sử dụng các cái huyết tương thường thì nó sẽ bị chúng người ta sẽ giảm được cái nguy cơ gọi là quá tải tuần hoàn khi mà chúng ta truyền quá nhiều huyết tương, đặc biệt là huyết tương tươi đông lạnh. Thì các anh chị có thể là theo dõi các cái chỉ số như là cái protein máu. Nếu mà trong trường hợp mà anh chị truyền quá là truyền liên tục thì anh chị có thể thấy rằng là nếu như cái protein máu mà nó trên 90 mà thậm chí là trên 100 gram là cái nguy cơ quá tải tuần hoàn đang rất là cao. Ở đây có một cái rằng là dựa vào hematocrit để truyền máu như thế nào. Thế thì cái đấy thì tại sao các anh chị lại không sử dụng cái huyết sắc tố mà tại mà là phải sử dụng là hematocrit?
vì đa số những các cái tổng phân tích tế bào máu thì người ta đã có thể là cho chúng ta các cái chỉ số, các cái chỉ định về về có các cái chỉ số cả về hemoglobin, cả về hematocrit. Thế thì chúng ta sẽ nên căn cứ vào cái hemoglobin cộng với lại cái tình trạng mất máu của bệnh nhân cấp hay mãn tính để chúng ta quyết định cái chuyện truyền máu, chứ không có một cái chỉ số nào một cách một một là nó một cách tuyệt đối cả. Thế nếu như mà trong trường hợp mà thông thường có những cái thiếu máu mãn tính mà thiếu máu thiếu sắt mà dưới 80 gram thì lúc đấy mới cân nhắc là có nên phải truyền máu hay không. Nhưng mà những trường hợp bệnh nhân mất máu cấp chẳng hạn, có khi là 100 gram, 90 gram mà chúng tôi đã phải là truyền máu rồi. Và chúng ta nên căn cứ vào vào hematocrit thì à, về 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 hemoglobin nó sẽ là có cái phù hợp hơn là với chỉ dựa vào hematocrit. Và cái tình trạng bệnh nhân nữa, nếu mà cái trường hợp bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa thì và mất máu cấp thì chúng ta sẽ phải không cần phải chờ đến lúc mà nó đã thấp dưới 80 gram mới cho chỉ định đâu ạ. Còn những bệnh nhân mà có ngay cả thiếu máu mãn tính nhưng mà bệnh nhân huyết sắc tố 90 gram, nhưng bệnh nhân có thêm suy tim chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta khi này lại phải truyền nó tăng lên để cho cái tim của bệnh nhân nó không có quá tải. Mất máu cấp trên 25% thể tích máu thì nên truyền máu như thế nào? Cái đấy các anh chị có thể là truyền truyền máu cấp trên 25% thể tích máu, thì thứ nhất là các anh chị có thể là vừa truyền khối hồng cầu mà có thể là bổ sung thêm cả cả huyết tương nữa, để bổ nếu mà chúng ta có huyết tương tươi đông lạnh thì chúng ta sẽ trong trường hợp này thì dùng sẽ tốt hơn là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà có huyết tương có huyết tương thường. Với cái thể tích truyền huyết tương của chúng ta thì nó sẽ cái tốc độ tối đa nó sẽ rơi vào khoảng từ 15 đến 20 ml trên 1 gram cân nặng. Ở trường này các anh chị là lưu ý cái phần đấy. Cái còn lại nữa là chúng ta sẽ tính toán xem là nếu như bệnh nhân đã mất máu cấp nhưng mà cái chuyện mà mất máu cái đường ra ấy, nó đã được cầm hay chưa, thì nó sẽ khác so với cái chuyện rằng là người ta mất máu đến đấy thôi. Và chúng ta bổ sung vào thì là bổ sung vào đủ cái lượng mà chúng ta đã bệnh nhân bị mất. Nhưng mà có những trường hợp bệnh nhân vào mặc dù xuất huyết tiêu hóa nhưng mà bệnh nhân vẫn hết mà mất màng trên 50 trên 25% nhưng mà bệnh nhân vẫn tiếp tục nôn chẳng hạn, vẫn tiếp tục, thì chúng ta sẽ phải điều trị lúc nào mà cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định. Các anh chị hết sức lưu ý là nếu mà các anh chị sử dụng cái huyết tương mà trong cái quá trình mà sử dụng huyết tương lâu ngày ấy, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhân mà thiếu các yếu tố đông máu bẩm sinh mà các anh chị không có cái chế phẩm cô đặc ấy, thì cái nguy cơ quá tải tuần hoàn nó sẽ cao. Và vì vậy cái định kỳ các anh chị sẽ phải kiểm tra protein máu cũng như là nước tiểu. Nước tiểu vì thứ nhất là khi mà cái anh chị mà thấy rằng là hemato, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, nếu mà cái protein máu mà nó trên 90 gram trên lít thì các anh chị hết sức cẩn thận, bởi vì là đã có nguy cơ nó đã bị quá tải rồi. Nhưng trong đồng thời trong trường hợp đấy các anh chị sẽ kiểm tra thêm cả nước tiểu, nếu mà nước tiểu mà có protein máu thì các anh chị cũng lại không ngại, bởi vì là cơ thể thường là cũng không có khi không phải là suy thận đâu, mà là do cái quá trình mà tăng protein máu thì cơ thể nó sẽ tăng thải trừ protein. Nếu như vậy thì cái nguy cơ nó sẽ làm cho cái nguy cơ quá tải tuần hoàn nó sẽ giảm đi. Vậy mình sẽ lại theo dõi cả hai cái chỉ số đấy định kỳ. Bạn Quyên, bạn có hỏi là có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị yếu tố 8, 9 cô đặc để đạt hiệu quả cầm máu cho bệnh nhân và hạn chế việc sinh ra kháng thể kháng yếu tố đó. Thì cái việc sinh ra kháng thể kháng yếu tố 8, yếu tố 9 nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Nó phụ thuộc vào cái đặc điểm lâm sàng của đặc điểm tổn thương gen, đặc điểm tổn thương gen rồi đặc điểm bệnh nhân có
sử dụng các cái chế phẩm đấy là lần đầu tiên nhất thì có quá sớm hay không. Đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà càng bé mà sử dụng cái yếu tố 8, yếu tố 9, càng tiếp xúc với yếu tố 8, yếu tố 9 càng sớm thì cái nguy cơ sinh ra kháng thể kháng yếu tố 8, yếu tố 9 càng cao. Cái thứ hai nữa là nếu bệnh nhân mà phải nhận một cái nhận một cái điều trị gọi là tích cực. Tích cực là gì? Là ít nhất sử dụng liên tục yếu tố 8, yếu tố 9 trong vòng 5 ngày liền. Thế thì nó cũng làm cái điều trị tích cực, là cũng có nguy cơ xuất hiện chất ức chế nó càng cao. Đấy. Rồi bệnh nhân có nhiễm trùng, bệnh nhân có phẫu thuật, đấy là những các yếu tố mà ngoại vi nó tác động vào. Rồi nó còn có cả những cái yếu tố mà liên quan đến các cái trình diện kháng nguyên, ví dụ như là MHC, đặc điểm của bệnh nhân đấy nữa, thì nó cũng làm cho cái nguy cơ xuất hiện nó cao hơn. Thế thì chúng ta để mà giảm cái nguy cơ truyền mà sinh kháng thể, thứ nhất là chúng ta sẽ hạn chế điều trị cho bệnh nhân tiếp xúc với yếu tố 8 lần yếu tố 9 đầu tiên nó quá sớm, đặc biệt là trước 1 tuổi, điều trị đặc biệt là trước 6 tháng và trước 1 tuổi. Đấy. Cái thứ hai nữa là phải khuyến cáo bệnh nhân phải đến sớm để điều trị, và đến sớm khi bị chảy máu thì phải đến sớm để điều trị, để trong cái quá trình điều trị nó không quá kéo dài. Nếu giả sử bệnh nhân chỉ dùng 1 2 ngày mà cầm chảy máu thôi, nó sẽ đỡ hơn trong việc bệnh nhân phải nằm đến cả tháng để mà điều trị. Thì trong cái con cả tháng này dùng quá 5 ngày như thế là nguy cơ xuất hiện nó càng cao. Cái thứ hai nữa là người ta cũng nhận thấy mà bây giờ vẫn cứ còn cãi tranh cãi về cái chuyện là nguồn gốc tái tổ hợp với nguồn gốc huyết tương thì cái nào mà sinh ra kháng thể cao hơn, vì các cái nghiên cứu thì nó chưa có đủ độ thuyết phục, cái thì cho rằng là tái tổ hợp có nguồn có nguy cơ cao hơn, thế nhưng mà có những cái thì bạn như nhau. Cho nên là trong trường hợp mà chúng tôi, những trường hợp bệnh nhân mà có đột biến mà có nguy cơ sinh ra cái kháng thể kháng yếu tố 8 mà cao ấy, thì chúng tôi cũng sẽ tránh cái việc sử dụng yếu tố 8 tái tổ hợp cho những cháu bé đấy. Còn sau khi mà cái quá trình mà 50 ngày điều trị đầu tiên, người ta sẽ tính là 50 ngày điều trị, mỗi một ngày điều trị đó là một lần tiêm yếu tố 8 trong vòng 24 giờ. Thế nếu mà tiêm 24 giờ 2 lần thì được tính là một thôi. Thế thì người ta sẽ ngoài 50 cái lần tiêm đấy thì là nó sẽ nguy cơ xuất hiện chất ức chế nó sẽ thấp đi. Vì vậy lúc đấy thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái chế phẩm tái tổ hợp cho bệnh nhân. Thế tuy nhiên thì về mặt lý thuyết và cũng không nên chuyển từ cái nọ sang cái kia nó quá nhiều, có khi nay yếu tố này mà yếu tố khác, nó là cái để mà nó sinh ra nguy cơ sinh ra kháng thể. Thế tuy nhiên thì cái việc mà nó còn phụ thuộc vào cái chuyện đấu thầu, rồi thuốc nào có sẵn ở trong 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 kho dược, có khi mình muốn cái này mà nó lại không có cái đấy, cho nên là nó cũng có không có được chủ động. Thế nên đó là những cái nguyên tắc để mà mình dùng. Thế còn nữa thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo bệnh nhân, là nếu được chẩn đoán thì chúng tôi sẽ khuyến cáo làm thế nào để tư vấn cho người bệnh, đặc những cái trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ rất nhỏ, để tư vấn làm sao để cho nó cái lần mà tiêm đầu tiên nhất là nó sẽ càng muộn thì nó sẽ càng đỡ sinh ra kháng thể. Mọi người cũng lưu ý là cái việc điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta phải khuyến cáo, để điều trị được sớm mà chúng ta phải khuyến cáo bệnh nhân người ta đến càng sớm càng tốt, và đến mà trong vòng 2 tiếng khi mà có biểu hiện chảy máu thì khi người ta mình sẽ cầm được máu cho bệnh nhân rất là tốt, và bệnh nhân sẽ có thể là đi học đi làm bình thường. Và tuy nhiên thì cái gọi là cái thời gian 2 tiếng đấy thì nó thường nó không khả thi nếu như mà bệnh nhân phải đến bệnh viện để mà truyền thuốc. Vì vậy mà chúng tôi đang viết lại hướng dẫn để làm sao có thể là phát được thuốc cho bệnh nhân mang về nhà sẽ sử dụng theo cái hướng dẫn của mình. Ví dụ mình sẽ kê một cái đơn rằng là này, nếu chảy máu khớp thì điều trị như thế này, chảy máu cơ thì điều trị như thế này. Thì bệnh nhân người ta biết đấy. Vì vậy khi mà người ta có cái biểu hiện như vậy thì người ta sẽ chủ động, người ta đến y tế cơ sở, người ta tiêm theo cái đơn thuốc của mình thì nó sẽ cầm máu nhanh và nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí. Để được đạt được như vậy thì chúng tôi cũng còn đang phải hoàn thiện lại cái hoàn thiện lại cái hướng dẫn, cũng như là phải làm việc với bảo hiểm để đồng ý, họ đồng ý cấp thuốc cho bệnh nhân mang về nhà bảo quản, và khi nào bị chảy máu thì đến y tế cơ sở tiêm. Các anh chị cũng lưu ý là trong các cái chế phẩm mà yếu tố cô đặc ấy, yếu tố cô đặc mà so với lại huyết tương ấy, thì so với lại tủ lạnh ấy, thì các cái yếu do trong cái quá trình
sản xuất đã bệnh nhân người ta đã sử dụng các cái biện pháp để bắt hoạt virus, đặc biệt là các cái xử lý chất tẩy rửa, thì nó sẽ làm cho cái nguy cơ xuất hiện chất ức chế của bệnh nhân mà có sử dụng yếu tố cô đặc nó sẽ cao hơn so với bệnh nhân dùng tủa lạnh. Vì vậy mà đối với trường hợp bệnh nhân mà dùng yếu tố cô đặc để điều trị, các anh chị lưu ý là mình phải sàng lọc các, thứ nhất là mình theo dõi cái việc điều trị này, đáp ứng điều trị này, thứ hai là theo dõi xem là cái bệnh nhân đáp ứng như thế nào và phải sàng lọc định kỳ để mình phát hiện các cái chế phẩm, các cái kháng thể kháng yếu tố đông máu sớm mà điều trị cho bệnh nhân. Các anh chị cũng phải lưu ý rằng là cái chuyện mà bệnh nhân có chất ức chế là việc xử lý chảy máu nhiều khi gặp rất nhiều khó khăn ngay cả khi các anh chị đã có đầy đủ cái chế phẩm yếu tố 7A hoặc V3. Đấy. Mặc dù có trong tay sẵn hai cái việc hai cái vũ khí đấy nhưng mà có khi bệnh nhân vẫn bị tử vong. Vì vậy mà mình nên điều trị càng sớm càng tốt. Còn yếu tố 7A và yếu tố V3 và V3 thì nó cái chỉ định chính là để dành cho bệnh nhân yếu tố 8, yếu tố 9 có chất ức chế. Tuy nhiên trong những trường hợp bệnh nhân mà dùng quá tải vì quá liều vitamin K này, kháng vitamin K này hoặc là dùng các chất chống đông khác và bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt trên lâm sàng mà không cầm máu được, các anh chị cũng vẫn có thể là sử dụng cái 7A và V3 để cầm máu cho bệnh nhân. Thì những các cái hướng dẫn này nó đều có ở trong các cái hướng dẫn của các cái thuốc chống đông hiện nay. Thế tuy nhiên thì là trong cái chỉ định của yếu tố 7A và V3 thì nó lại không có, vì vậy là bệnh nhân thì cũng chưa được hưởng bảo hiểm đâu. Nhưng mà cũng nói với anh chị như vậy để trong một số những trường hợp mà bị gọi là trong quá trình cấp cứu ở trên lâm sàng thì anh chị có thể nghĩ đến, nếu trong trường hợp khẩn cấp có thể nghĩ đến các chế phẩm đấy để chúng ta có thêm vũ khí, sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Còn bình thường thì nếu mà có quá liều thì người ta dùng huyết tương với tương tự đông lạnh, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp mà bệnh nhân chảy máu cấp cứu nhiều và chảy máu nhiều là chúng ta có hai cái vũ khí đấy là có thể sử dụng và hiện nay đang có mặt trên thị trường. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Mọi thắc mắc về bài giảng, mời anh chị liên hệ với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hẹn gặp lại các anh chị ở những bài giảng sau.